các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu cho bức tranh hình ảnh một gia đình gồm 5 thành viên nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Mình sẽ lấy màu hồng đặt cái tô áo cho mẹ mẹ. Màu xanh da trời câu áo cho mẹ. Màu xanh nước biển đậm sẽ tô cái quần. Để trên trường đi. Mình sẽ lấy màu vàng để tô chiếc áo. Mình sẽ lấy màu da để tô phần thân này.